Tiếp tục với các thông tin thời tiết. Theo như dự báo thì chiều tối nay ở khu vực miền Tây Nam Bộ sẽ có mưa trái mùa. Vậy thì không biết là diễn biến mưa ra sao và liệu điều này có ảnh hưởng đến các hoạt động của người dân khu vực này không chị Lan Chi? Hầu như là sẽ không ảnh hưởng đó chị ạ. Bởi vì là ở miền Tây Nam Bộ thì mưa chỉ xảy ra thoáng qua về chiều tối mà thôi. Thế nhưng mà bù lại thì mưa cũng sẽ giúp cho nền nhiệt ở đây mát hơn so với khu vực miền Đông Nam Bộ ạ. Cụ thể là tại Cần Thơ và các thành phố ở miền Tây Nam Bộ thì nhiệt độ sẽ khoảng là từ 30 cho đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở miền Đông Nam Bộ thì nhiệt độ cao hơn ạ, 32 đến 33 độ và sẽ cảm thấy hơi nóng vào buổi trưa. Còn buổi sáng nay thì nhiều nơi ở Bắc Bộ sẽ có sương mù với nhiệt độ buổi sáng nhỉnh hơn những ngày trước. Dự báo là buổi trưa thì trời tiếp tục nhiều mây khiến cho nhiệt độ không tăng nhanh ạ. Ở Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Điện Biên Phủ thì nhiệt độ không quá 20 độ, quý vị vẫn sẽ cảm thấy rét. Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết thì nhiều nơi ở Bắc miền Trung vẫn rét và có mưa với nhiệt độ phổ biến là từ 17 cho đến 23 độ. Riêng Thanh Hóa thì trời nhiều mây tạnh ráo. Khu vực phía Nam miền Trung sẽ có mưa lạnh từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn với nhiệt độ khoảng 23 đến 26 độ. Phan Thiết thì trời nắng ráo 31 độ. Tây Nguyên thì đã vào mùa khô rồi cho nên là dự báo từ giờ đến trưa thì toàn miền trời nắng. Nhiệt độ ở Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột hay là Gia Nghĩa là từ 24 cho đến 27 độ. Còn Đà Lạt thì trời khá lạnh ở mức là 21 độ. Vâng, cảm ơn chị Lan Chi về những thông tin vừa rồi.